Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sora Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì kiếm phân trí trong vườn tiếp tục nở thì mời các bác anh chị chúng ta cùng nhau ngắm hoa nhé. Cây này thì nó là một cây semi nhé mọi người, semi lưỡi hồng, cánh vàng, cánh bầu rất là đẹp, đặc biệt là cực kỳ sai hoa luôn. Đây mọi người thể xem từ xa nhé. Và ngoài cái vẻ đẹp về hoa thì cái cây kiếm phân trí nó còn nổi tiếng về cái vẻ đẹp của thân lá mọi người. Mọi người có thể thấy là lá rất to. Lá của phan trí bình thường nó rơi vào tầm cỡ 5-6 cm, thậm chí có những người trồng tốt, luyện tốt á, thì lá nó có thể lên tới 7 cm như vậy, và em thấy có trường hợp là lên tới 8 cm rồi mọi người, rất là kinh khủng nha. Tức là mọi người chăm càng lâu, khả năng luyện kiếm càng giỏi á, thì lá nó sẽ càng to. Và đây thì trong vườn có một số chậu kiếm phan trí đang chăm và một số cây nó đang cho hoa, thì hôm nay quay clip cho các bác anh chị chúng ta cùng ngắm luôn. Và kết hợp thì tí nữa em sẽ bán các chậu kiếm phan trí giống. Phan trí giống tức là phan trí gieo hạt tự thụ á mọi người, được làm từ quả của những cái cây kiếm phan trí này. Đây, như đây cũng một chậu phan trí nè, nở hoa rất đẹp. Chậu này thì mới nở đẹp mọi người, lá láng to nè, lá này 7 cm. Giá thị trường của mỗi tép như vậy giờ nó rơi dao động tầm cỡ 300 triệu nha mọi người, 300 đến 400 triệu rất là cao luôn. Thì tất nhiên là các bác anh chị chúng ta mới tập chơi thì em nghĩ là cũng chưa có điều kiện mà mua được những cây kiếm giá cao như vậy đâu. Bởi vì mọi những cái năm trước kia nếu mọi người mua sớm tí thì lúc đó giá nó đang còn rẻ, nó tầm 10 triệu hoặc là vài chục triệu một tép thôi. Nhưng mà những thời điểm trở lại đây nè thì giá nó lên rất là cao, bởi vì nhiều người bắt đầu vào trồng trí vì hoa và thân lá nó đẹp quá mà. Với lại hàng năm những cái cây kiếm thì nó ra số cái mặt hoa mới thì nó rất là ít mọi người. Nên là giống như đợt trước em cũng đã nói rồi, hiện tại là cái xu thế trồng kiếm đang lên rất là cao luôn. Và cái ưu điểm của cây kiếm á, thứ nhất là nó dễ trồng, dễ chăm sóc mọi người, rất là ít bệnh tật. Nó không giống như dạ hạt. Dạ hạt thì mọi người chăm thì nhiều khi nó có những cái bệnh đến rất là bất ngờ, thối nhũng rồi nấm mốc rồi khiến cái cây nó đột ngột tử vong. Là nó cũng là cái rủi ro. Và cái rủi ro thứ hai của khi trồng dạ hạt là mặc dù là cây trồng nhanh lớn á, nhưng mà mọi người có thể thấy là nếu cái số lượng mà cây nó càng tăng nhanh nhiều á, thì cái tốc độ trượt giá thì nó sẽ càng cao nha mọi người. Còn những cái cây kiếm như vậy á, mỗi năm này một tép nó chỉ đẻ ra được tầm 2, 3 hoặc là 4 tép thôi. Nên là cái số lượng giống nó ra sẽ rất là ít, và vì thế là nó giữ giá rất tốt. Nên là hầu như clip nào về kiếm em cũng kêu các bác anh chị nếu có điều kiện thì chúng ta mua kiếm về chúng ta chăm. Bởi vì cái cây kiếm chính là cái tương lai của cái ngành lan va mọi người. Mọi người có thể thấy là vừa rồi là có cái hội kiếm lá cứng miền Nam rất là lớn luôn. Triển lãm cực kỳ đông người tham quan, rồi rất là nhiều người đưa tác phẩm tới. Em có quay clip rồi, để khi nào em up lên kênh cho mọi người xem nha. Nên là cái mức độ quan tâm về cây kiếm trên thị trường này rất là cao. Các bác anh chị không có tiền mua những cái cây kiếm lớn thì kiếm giá trị cao như cây phan trí này thì mọi người có thể là mua những cái cây ví dụ như là vị hoàng, vàng tây ninh hoặc là xanh huế đó, hoặc là một số cây kiếm đang hot. Nhưng mà nên mua những cái cây của Việt nhé mọi người, mấy cây của Việt Nam đó. Bởi vì hàng Việt thì ở Việt Nam mình người ta vẫn ưa chuộng hơn nhé. Rồi đây nhìn là mọi người xem nè, cái cuốn hoa nó dài chưa, khỏe lắm, đẹp. Nói chung mấy cây kiếm về mọi người ngắm hoa thôi sướng rồi, chưa nói đến làm kinh tế. Rồi, và trong vườn em thì phan trí thì cũng nhiều, nên là cũng thường hay những năm trước á, thì đã làm quả, tức là làm quả, tức là quả tự thụ từ cây này, từ cây phan trí này luôn, không lai với bất cứ cái loại nào khác nhé mọi người. Đây mọi người có thể thấy là mô hình ươm giống đây, làm quả xong rồi gieo hạt ra và được những cái cây nhỏ nhỏ vậy. Và bên em thì hiện nay thì cũng có bán xuất ra kiếm phan trí giống để cho các bác anh chị chúng ta về chăm, tập làm quen với cái cây kiếm phan trí. Cái cây kiếm phan trí con giống này thì nó được cái đặc điểm phát là nó rất khỏe. Mọi người trồng sau này về tương lai thì mỗi lần đẻ ra cái thân mới thì lá con nó ngày càng lớn lên. Đó, mọi người trồng càng lâu thì tương lai nó sẽ càng lá càng to giống như cây mẹ. Tức là về cái đặc điểm sinh học thì nó sẽ giữ nguyên cái đặc tính thân lá giống như cây mẹ vậy.
Và còn về cái mặt hoa, thì đây là cái cây gieo hạt nên là hoa nó sẽ là sổ số nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, cây gieo hạt thì hoa nó sổ số. Và nhưng mà rất nhiều anh chị là chúng ta sổ ra được những cái mặt hoa đẹp từ những cái cây con này nhé mọi người. Bởi vì biết sao, đây mọi người xem, nó là một cái cây xanh sạch nha. Đây, lá đầu lá rất là xanh sạch nè, xanh sạch từ đầu tới cuối luôn. Và cái hàng này là cái cây này là cây kiếm tiên vũ, mà lá xanh sạch thì chuyên để sổ hoa vàng nhé mọi người. Rất nhiều anh chị trúng hoa vàng rồi chứ không phải là không có người trúng nha. Đó. Nên là về mọi người, về chúng ta mua cây giống về chúng ta chăm, thứ nhất là giá nó rẻ nè, có 500 ngàn một chậu thôi. Thứ hai là về chăm sau này thì nó sẽ ra được thân lá to đẹp như cây mẹ. Tất nhiên là mọi người phải trồng lâu năm thì nó mới được như cây mẹ nha. Và thứ ba thì nó là xanh sạch chuyên sổ hoa vàng. Về mọi người hoàn toàn có thể là chăm chờ sổ ra được những cái mặt hoa đẹp đặc biệt nha. Còn ví dụ mà các bác anh chị muốn mua cây nào mà hoa nó giống như cây mẹ 100% á, giống như clip vừa rồi em đang quay á, thì mọi người bắt buộc phải mua là cái loại cây tách từ thân mẹ. Nhưng mà những cái cây tách từ thân mẹ đó thì giá nó rất là cao mọi người, giá nó 300-400 triệu một tép lần. Mà tép nào rẻ rẻ nhất thì cũng rơi vào tầm 200-250. Nhưng mà nói chung là giá nó rất cao, nó không phù hợp mà với đa số người chơi lan. Anh chị em chúng ta mới tập chơi thì cứ mua những cái cây này và chúng ta luyện. Mọi người mua thì em gửi nguyên chậu thôi. Giá 500 ngàn thì em sẽ đóng hộp xốp mà gửi đi tới mọi người. Mọi người chỉ cần lấy cái chậu này ra chăm tưới bình thường thôi. Phân cũng bỏ sẵn cho mọi người rồi. Cứ trồng đến khi nào mà rễ nó ra đầy thì lúc đó mọi người có thể sang qua cái chậu mới to hơn để cây nó tiếp tục nó phát triển để mạnh hơn nha. Rồi. Và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người. Phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì mọi người mua thì đây, trong đây thì em sẽ lựa những cái cây đẹp khỏe để em gửi cho mọi người, nên mọi người cứ yên tâm nhé. Đây nè, cây thì nó thường đa số là một thân mẹ với một măng nha. Có cây thì hai măng nhỏ đó. Đây, chung là cây đẹp mọi người cứ yên tâm nhé. Rồi, chung là thị trường thì hàng Phan Chí nó cũng rất nhiều người bán mọi người, nhưng mà thường nó hay bị lẫn những cái cây, ví dụ như cây Thái vào á. Mọi người chăm sau này nó ra cây Thái thì đó nó chả có giá trị gì. Mua thì chúng ta nên mua những cái nơi mà vườn tự làm được quả thì nó chuẩn giống hơn. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Mọi người mua thì liên hệ với em đại 0384750258. Rồi bây giờ tiếp tục quay trở lại cái vấn đề về lan kiếm. Trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa hẳn là muộn để vào kiếm đâu mọi người. Cái cây lan kiếm nó giữ giá rất tốt, nên là mọi người mua về trồng thời gian, chỉ cần nó lên một thân thôi là bắt đầu là thấy lời rồi. Bình thường em thấy có một số bác khá hay mua những cái loại thân già á, thân già về trồng sau nó đẻ lên thân con phát là lúc đó giá nó lên gấp đôi. Nếu với điều kiện là cái cây lan kiếm nó giữ được cái giá nha mọi người. Nhưng mà cái trường hợp mà nó xuống giá thì rất là khó. Bởi vì mọi người có thể thấy trong lịch sử của cái cây lan kiếm thì hồi giờ chưa giờ thấy có xuống giá. Nó chỉ có đi ngang hoặc là tăng thôi chứ chưa thấy xuống giá bao giờ. Nên là đây cũng là một cái, em nghĩ là mọi người nếu mà có chăm giả hạt trong vườn thì chúng ta cũng nên nghiên cứu thêm cái phương án trồng các loại lan kiếm. Đó. Em thấy giờ cũng khá nhiều vườn lớn với các anh em người ta bắt đầu đầu tư vào lan kiếm nhiều mọi người. Rồi mọi người cứ nghiên cứu thử cái phương án em đưa ra làm sao nhé. Nói chung là em khuyên mọi người vậy thôi. Thì cái bác nào thấy ok thì chúng ta chuyển, còn không thì mọi người cứ coi như là một cái ý kiến tham khảo thôi nhé mọi người. Rồi mọi người ngắm lại lần nữa kiếm Phan Chí, quá đẹp ha. Nay trời không có nắng đó mọi người, âm u nên là nhìn nó cũng không có được tươi rõ lắm. Hôm nào mà có nắng em quay mọi người thôi. Nhìn rất ngây luôn. Kiếm Phan Chí cánh nó dày, nó bầu mà nó đẹp lắm mọi người. Lưỡi nè, hồng hồng, trắng trắng ha. Lá này, lá 6 cm rồi mọi người. To dã man. Rồi xin cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ạ.